Trong tuần, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã diễn ra nhiều hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Sau đây là những tin tức đáng chú ý. Trong 2 ngày 11 và 12 tháng 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Thanh Hóa khóa 22, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 16. Đây là kỳ họp quan trọng nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc những nỗ lực của thành phố trong việc lãnh đạo chỉ đạo về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong 6 tháng đầu năm và thông qua nhiều tờ trình nghị quyết có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2024 và những năm tiếp theo. Tại kỳ họp, sau khi nghe các báo cáo, góp ý, phân tích, đánh giá những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong các báo cáo, dự thảo nghị quyết, thực hiện các chỉ thị nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố và những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm. Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, kỳ họp đã hoàn thành và biểu quyết thông qua 40 nghị quyết, trong đó có 34 nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Trong tuần qua, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã đến thăm, tặng quà gia đình các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng tại các phường xã trên địa bàn thành phố. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố cùng đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cống hiến to lớn của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập noi theo, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết trong khu dân cư, chung sức đồng lòng xây dựng thành phố Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trong tuần, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa đã tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 và đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hiệp hội đã kết nạp thêm được gần 100 hội viên, nâng tổng số hội viên của Hiệp hội lên gần 600 doanh nghiệp. Hiệp hội đã tổ chức các chương trình thăm và làm việc tại cơ sở sản xuất kinh doanh của hội viên, trao đổi kinh nghiệm học tập với các tỉnh trong và ngoài nước, tặng quỹ an sinh xã hội thành phố Thanh Hóa với số tiền 300 triệu đồng và 2 căn nhà tình nghĩa. Hiệp hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết nạp hội viên, tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư và các diễn đàn doanh nghiệp hàng tháng. Qua đó, có giải pháp tháo gỡ và đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng thời tổ chức các chương trình an sinh xã hội trong cộng đồng. Trong thời gian 2 ngày, gần 300 học viên là các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, lực lượng dân quân tự vệ, chi hội trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn phường Hàm Rồng đã được tập huấn, tuyên truyền và ký cam kết về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024. Qua lớp tập huấn, các học viên đã được tìm hiểu kiến thức chung về phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy rừng, truyền thông bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, xây dựng phương án kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng. Các học viên cũng đã trao đổi và được các giảng viên giải đáp những thắc mắc liên quan đến công tác bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng. Tuần qua, phường Điện Biên, Đông Sơn và Đông Hải đã tổ chức chương trình liên hoan văn nghệ Vui cùng hè thì rung chuông vàng năm 2024. Liên hoan Vui cùng mùa hè năm 2024 đã thu hút đông đảo các em thiếu nhi ở các phố trên địa bàn hai phường Điện Biên và Đông Sơn. Các đội tham gia hội thi phải thực hiện những phần thi gồm nghi thức, múa hát tập thể, văn nghệ hoặc tiểu phẩm và trò chơi dân gian. Nội dung liên hoan chủ yếu tập trung vào các chủ đề ca ngợi về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, về đất nước con người Việt Nam. Cuộc thi rung chuông vàng phường Đông Hải có hơn 100 thí sinh là thiếu niên nhi đồng tham gia. Các thí sinh đã trải qua 30 câu hỏi với các chủ đề về tiếng Anh, toán, văn, lịch sử, địa lý, hiểu biết xã hội, kỹ năng sống, tìm hiểu về quê hương Đông Hải và thành phố Thanh Hóa. Ban tổ chức đã trao giải nhất cho em Nguyễn Ba Thắng, phố Đồng Lễ, giải nhì cho em Lê Phú Tiến, phố Ái Sơn 1 và em Lê Chí Duy, phố Sơn Vạn. Việc tổ chức hội thi nhằm kiểm tra đánh giá việc triển khai thực hiện nhiều lễ đội, nghi thức, nghi lễ đội và thực hiện chương trình rèn luyện đội viên, giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể, rèn luyện tư thế, tác phong của người đội viên, nâng cao được chất lượng đội viên, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, rèn luyện kỹ năng nghi thức đội, góp phần xây dựng tổ chức đội ngày càng vững mạnh. Đồng thời là dịp để các em có cơ hội giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập, tạo môi trường sinh hoạt an toàn, lành mạnh trước khi các em bước vào năm học mới 2024-2025. Trong tuần, Ban Chỉ đạo An ninh Trật tự phường Đông Vệ đã tổ chức sơ kết đánh giá mô hình liên kết phường trường viện đảm bảo an ninh trật tự.
Ban chỉ đạo an ninh trật tự phường đã phối hợp với các cơ quan đơn vị trên địa bàn thực hiện hiệu quả các phong trào, tạo môi trường ổn định, an toàn. Tổng số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trong các đơn vị giảm so với cùng kỳ năm 2022. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo an ninh trật tự phường Đông Vệ đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện mô hình liên kết phường trường viện đảm bảo an ninh trật tự. Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tái định cư xã Hoàng Đại do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư, công ty trách nhiệm hạn Hoàng Tuấn trực tiếp thi công. Dự án có tổng diện tích khoảng 6,9 ha, bao gồm đường giao thông, sàn nền, vỉa hè, cây xanh, cấp nước, thoát nước, cấp điện, điện chiếu sáng công cộng. Dự án được xây dựng từ nguồn khai thác quỹ đất của dự án với tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng. Đến thời điểm này đã hoàn thiện 90% khối lượng công việc, phấn đấu sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2024, đưa công trình đi vào sử dụng.